Thưa quý vị, trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ thì nghệ thuật xiếc được coi như là một thứ nghệ thuật xa xỉ. Khi nhắc tới những nghệ sĩ xiếc quen thuộc với công chúng Việt Nam từ mấy chục năm cuối thế kỷ trước thì nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính hay cô hàng giải khát của nghệ thuật xiếc Việt Nam được khán giả Việt vô cùng mến mộ. Và trong Việt Nam Ngày Mới sáng nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính để tìm hiểu thêm về câu chuyện này. Thành công của những tiết mục xiếc và sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả đã khẳng định vai trò của bộ môn nghệ thuật xiếc trong đời sống tinh thần của nhân dân. Có lẽ vì thế mà ngay từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, khi đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng ngành xiếc đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính là người có công lao to lớn trong việc xây dựng ngành xiếc Việt Nam vào thời kỳ đất nước ta còn đang chìm trong bom đạn. Tinh thần quật cường và nỗ lực rèn luyện, sáng tạo không ngừng nghỉ của nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính là tấm gương sáng không chỉ cho các nghệ sĩ trong ngành xiếc mà cho cả thế hệ trẻ, những người đang gánh vác trọng trách tiếp tục kế thừa và phát huy những di sản của bậc cha ông để lại. Tất cả các nghệ sĩ đều có sự kính trọng, luôn luôn tri ân cống hiến của nữ nghệ sĩ dân Nguyễn Thị Tâm Chính và kính trọng về nghề, kính trọng về một cái sự kiên định phát triển ngành xiếc, kiên định giữ được cái truyền thống của xiếc Việt Nam. Và đến ngày hôm nay, Liên đoàn xiếc Việt Nam thực sự đã vững mạnh, đã trưởng thành và đã vươn ra thế giới. Nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính là nữ giám đốc đầu tiên và duy nhất của Liên đoàn xiếc Việt Nam, là người đã mạnh dạn đề xuất và đặt nền móng cho việc xây dựng và phát triển rạp xiếc trung ương ngày nay. Đối với nhiều nghệ sĩ xiếc, nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính là người đã truyền cho họ ngọn lửa của đam mê, của sự nỗ lực và kiên trì với một nghề đòi hỏi sự khéo léo, bền bỉ và cả lòng dũng cảm. Tuy rằng đã về hưu nhưng mà nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính luôn chỉ bảo và hướng dẫn tất cả các nghệ sĩ trong sân khấu tập hay cũng như trong sân khấu biểu diễn về chuyên môn hay kỹ năng biểu diễn hay các tác phong ở trên sân khấu. Chúng tôi rất là khâm phục và biết ơn nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính. Cô Tâm Chính là một cây đa cây đề của ngành xiếc Việt Nam. Mình rất là ngưỡng mộ cô. Thứ nhất là cô cũng là một phụ nữ để mình noi theo. Và cô cho mình thấy là không phải chỉ nam có thể làm được tất cả mà phụ nữ có thể làm được tất cả luôn. Những năm gần đây, xiếc Việt đã có sự hồi sinh mạnh mẽ với những tiết mục xiếc đa dạng hơn, số buổi biểu diễn trong nước và quốc tế ngày một nhiều hơn. Đó chính là nhờ việc kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của những thế hệ trước để lại, nhờ tâm huyết của những người nghệ sĩ tận tâm với nghề. Và hơn cả, đó là những cố gắng, nỗ lực của mỗi cá nhân để từ đó nghệ thuật xiếc Việt Nam ngày càng được khẳng định và phát triển hơn nữa. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, bên cạnh Thu Hoàng lúc này chính là một người đã có rất nhiều đóng góp cho nghệ thuật xiếc Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính. Rất cảm ơn cô đã dành thời gian để trò chuyện cùng với các khán giả của truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Chào Thu Hằng, chào quý vị khán giả. Trong những năm mà đất nước còn nhiều khó khăn, để những người trẻ như nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính thời đó tới với nghề xiếc, đó là cả một sự nỗ lực phải không ạ? Đúng là ban đầu mà vào là cái lúc đấy là khó khăn lắm, chưa có trường lớp xiếc ở đâu. Tôi là cái khóa đầu tiên của ngành xiếc là cái lớp kèm cặp thôi. Diễn ở các cái vùng sâu, vùng xa, rồi là đi vào những các nơi mà lúc mà có chiến tranh là đi vào để phục vụ chiến tranh luôn. Dù đã từ lâu không còn lên sân khấu biểu diễn nữa, nhưng mà nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính vẫn được nhiều người yêu mến, gọi bằng cái tên đã gắn bó với cả cuộc đời làm xiếc của mình, đó là cô Hàng Giải Khát. Thu Hằng cũng như là quý vị khán giả rất muốn được lắng nghe câu chuyện về cái tên này ạ. Cô Hoa Vinh truyền lại cho tôi cái tiết mục con lăn ấy. Là cô thì cô đi một cái con lăn và trồng ba cái ghế trên người, và trên người cô lại đứng một người, đấy là tung hứng. Từ cái tiết mục bấp bênh của cô Hoa Vinh là cô truyền lại cho tôi, thì tôi đã đổi tên bằng tiết mục cô Hàng Giải Khát. Và toàn bộ cái đạo cụ của nó, những cái ghế là thay bằng những cái khay, rồi những các cái chân ghế là thay bằng cái cốc, và những các cái quả tung đấy, người ta tung bằng con thoi, tôi tung bằng cái chai bia. Thế là cứ như thế thì là mang tên tiết mục cô Hàng Giải Khát. Thu Hoàng được biết là nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính đã từng có vinh dự biểu diễn tại Phủ Chủ tịch cho Bác Hồ xem. Quả thực thì đó là một niềm tự hào của người nghệ sĩ phải không cô? Các cái đoàn xiếc mà cứ đi đâu thì thường thường là được vào Ba Đình ấy, biểu diễn cả một chương trình lớn. Trong đấy họ xếp có tiết mục cô Hàng Giải Khát của tôi ở trong cái chương trình đấy.
thì Bác Hồ đã xem ở trong hội trường Ba Đình rồi. Hôm Bác tiếp khách quốc tế ở Phủ Chủ tịch thì Bác bảo là bây giờ là xiếc ấy, nếu mà mang cả chương trình ấy thì nó không có chỗ để mà diễn được. Thì Bác thấy rằng cái tiết mục Cô Hàng Giải Khát là Bác rất thích, mà nó lại đơn giản, nó nhẹ nhàng. Thì có gì thì là nói với cái ông trưởng đoàn lúc đấy là cử cái tiết mục của tôi vào Phủ Chủ tịch để phục vụ biểu diễn cho Bác. Bác chiêu đãi khách quốc tế. Thế phải nói là tôi hồi hộp lắm và vô cùng là cảm động, vô cùng là nghĩ là cả cuộc đời mình tại sao mình được may mắn hơn các nghệ sĩ thế. Thế xong rồi tôi mới diễn xong cái động tác ấy rồi, tôi xuống tôi cứ dỡ từng một, từng hai, từng ba, từng bốn. Thế là Bác mới thở phào ấy, Bác mới hoan hô này, thế là khán giả quốc tế cũng hoan hô. Thế Bác mới vẽ vẽ lại, Bác xoa vào đầu ấy, Bác mới đưa ra một cái đĩa kẹo cho tôi. Bác bảo thế ăn kẹo đi. Thế xong tôi lại cứ rón rén lấy một cái thế à. Bác bảo lấy nhiều vào. Thế tôi mới xòe hai cái bàn tay này. Thế Bác mới bốc một nắm thế này, Bác mới cho vào cái bàn tay. Bác bảo cầm lấy ra cho các bạn, mỗi người một cái. Bác lại còn dặn là phải cố gắng lên nhé. Đã làm được rồi thì phải truyền lại cho các bạn khác biết làm tiết mục như cháu. Được gặp Bác và biểu diễn cho Bác Hồ ở trong Phủ Chủ tịch như thế thì về càng cố gắng càng phấn đấu, và cũng nói với mọi người về muốn truyền lại tiết mục này cho các em trẻ về sau. Dạ vâng, thực sự thì xiếc là một trong những lĩnh vực nghệ thuật có nhiều rủi ro. Nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính có lo lắng về tương lai của nghề xiếc hay không? Và theo nghệ sĩ thì để bù đắp cho những vất vả, nỗ lực của nghệ sĩ xiếc thì nhà nước có nên có thêm những chính sách đặc biệt nào dành cho họ hay không ạ? Rõ ràng là cái nghề xiếc này thì nó khắc nghiệt lắm. Và đã vào xiếc rồi mà ai không khổ luyện thì không trở thành tài được đâu. Ngã ở đối với xiếc là như là cơm bữa thôi. Nhưng mà mình khổ luyện, mình yêu cái nghề này, mình sinh tử với cái nghề này thì nghề nó sẽ bù đắp lại cho mình. Các nghệ sĩ xiếc ấy, nhất là các nghệ sĩ xiếc mà là nữ ấy, thì phải nói là rất là khắc nghiệt và rất là khó khăn. Thường thường là các nghệ sĩ xiếc mà đã lấy chồng mà có con rồi khi quay lại thì vất vả lắm. Cho nên là đa số là người ta rẽ ngang. Cái trường xiếc bây giờ là tuyển sinh là cũng rất là vất vả, là phải đi vùng sâu vùng xa. Thí dụ như là tuyển những con em công nhân hoặc là những người nông dân mà như tôi này thì ví dụ ở các tỉnh ấy, thì bây giờ là muốn là ra Hà Nội thì được vào trường xiếc, thì vào trường xiếc thì ra như thế. Nếu như mà có cái chế độ ưu đãi hơn thì tôi tin chắc là các bạn trẻ người ta sẽ hướng về cái bộ môn nghệ thuật xiếc này nhiều hơn nữa. Chúng tôi cũng mong muốn là được quan tâm nhiều hơn nữa một chút, thì để cho những người mà đã yêu mến cái bộ môn nghệ thuật này, người ta đã yêu mến rồi mà người ta thấy được chính phủ và đảng đã quan tâm ấy, thì người ta càng yêu mến cái nghề này hơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính về những chia sẻ vừa rồi. Thu Hoàng xin được kính chúc nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, và cô luôn là một biểu tượng, một niềm tự hào của ngành xiếc Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.